Các bạn vừa xem xong những phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ video hướng dẫn cách làm chiếc vòng tay mang tên là Sam Echo của chúng tôi. Giờ các bạn cùng tôi thử nghiệm cách làm nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm chiếc vòng tay mang tên của MC Alice, đó là Sam Echo. Và để có thể làm được cái phần chiếc vòng tay có cái tên vậy thì chúng ta chuẩn bị các phần nguyên liệu. Trước tiên là phần dây chun, kéo, một chiếc pin, đây thì mình có phần chữ thì mình sẽ để viết thành cái tên là Sam Echo nhé. Một cái tên này thì khá là ngắn thôi, chỉ có 7 chữ cái thôi, 7 chữ cái được ghép vào nhau. Đây sẽ là cái phần dây nhé. Bây giờ mình sẽ sâu phần hạt vào đây. Mình sẽ chọn phần đó. Sau đó là hạt bằng trắng. Thế là hạt bằng trắng. Phần này vì cái phần chữ nó hơi ngắn cho nên là mình phải kéo dài cái phần nối cái hạt vòng này nhé, thì nó sẽ đủ cái độ dài để làm cái phần vòng tay này, vòng trắng này. Bây giờ mình sẽ ghép chữ Sam Echo. Thì chữ Sam nó sẽ có 3 chữ cái. Chữ F này. Chữ U.
F A M S A M đây là chữ A. Intro thì sẽ có chữ E này, à chữ A này. Intro. C. Tiếp theo là chữ O. À, chữ O thì cũng là cái chữ cuối cùng trong cái tên sắp Echo này. Nó có những 7 chữ cái thôi, tức là 7